Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, như mọi người chúng ta đã biết, tất cả thế giới chúng ta đang sống trong một thời kỳ rất nguy hiểm. Đó là một cái thời kỳ đại dịch. Chúng ta biết rằng nó khổ kinh hoàng đến chừng nào, đặc biệt là đến những nơi mà anh chị em chúng ta đã phải đối diện trực tiếp với nó. Bởi vậy cho nên trong mỗi thánh lễ, mỗi việc lành chúng ta làm hàng ngày, ta dâng lên Chúa, xin Chúa thương, nâng đỡ, an ủi và cứu giúp tất cả những anh chị em đó, và cho tất cả chúng ta nữa, cho mỗi người chúng ta, khi mà cơn đại dịch nó đến, nó khiến cho tất cả mọi người không còn muốn tiếp xúc nhau, gặp gỡ nhau, nói chuyện với nhau, thì chính chúng ta hãy bằng một cách tiếp xúc bằng tinh thần, chúng ta cầu nguyện cho nhau, nâng đỡ cho nhau bằng chính lời, bằng chính đời sống chúng ta, những việc lành mỗi ngày. Đó là điều mà Chúa muốn nơi mỗi người chúng ta nhất, và cũng là điều chúng ta có thể làm được một cách hiệu quả nhất cho tất cả những anh chị em mà chúng ta đã không thể đến với họ, nhất là những người đang sống ở trong vùng tâm dịch, anh chị em người ở Trung Quốc, ở Vũ Hán. Chúng ta hãy cầu nguyện cho chính mỗi người chúng ta nữa. Hãy dâng ý nguyện riêng của mình và hợp ý với những anh chị em xin lễ hôm nay. Để tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và Thánh cả Giuse, xin ơn bình an cho gia đình, xin cho được sinh nở bình an, xin cho giấy tờ làm được thuận lợi, cầu cho linh hồn Anton và linh hồn Lorenzo nhân ngày giỗ, cầu cho linh hồn Giuse mới qua đời, linh hồn Domenico, hai linh hồn Maria, hai linh hồn Anna, hai linh hồn Teresa, bốn linh hồn Giuse, hai linh hồn Phêrô, cầu cho ông bà tổ tiên nội ngoại và các linh hồn. Chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thiên cho người hiền tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúng tụng Chúa. Chúng con ca lạy Chúa. Chúng con tôn
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn ngay thẳng, xin tuôn đổ hồng ân giúp chúng con ăn ở thế nào để trở nên đền thờ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền tri cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Trích sách huấn ca: Nếu ngươi muốn tuân giữ các giới răn, việc trung thành giữ các giới răn là tùy ở ngươi. Người đặt trước mặt ngươi nước và lửa, ngươi muốn cái gì thì giơ tay ra trên đó. Trước mặt con người là sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ. Họ thích thứ nào thì được thứ ấy. Bởi chưng Thiên Chúa đầy khôn ngoan, hùng dũng và toàn năng. Người luôn luôn nhìn thấy mọi loài. Chúa nhìn đến những kẻ kính sợ người và thấu suốt mọi hành động của con người. Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác và không cho phép một ai phạm tội. Đó là lời Chúa. Hạnh phúc ai tuân giữ luật pháp Chúa trời. Hạnh phúc ai tuân giữ luật pháp Chúa trời. Hạnh phúc thay ai vui sống đời thiện toàn, luôn noi theo pháp luật của Chúa. Hạnh phúc thay ai người thực thi Chúa và nhất tâm tìm thánh nhân Ngài. Hạnh phúc ai tuân giữ luật pháp Chúa trời. Ngài đã thương trao ban huấn lệnh của Ngài cho con luôn giữ gìn chú tất. Nguyện ước sao chân này hằng luôn vang vang mà dõi theo đường thánh chỉ Ngài. Hạnh phúc ai tuân giữ luật pháp Chúa trời. Nguyện xuống ơn cho con sống phận tôi hiền, luôn kiên tâm giữ lời của Chúa, mở mắt con cho rằng người để thấy Chúa, luật Chúa ban thật rất diệu huyền. Hạnh phúc ai tuân giữ luật pháp Chúa trời. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, chúng tôi có bàn sự khôn ngoan với những người toàn thiện, mà đó không phải là sự khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của những bậc vua chúa thế trần, hạng người đã bị dồn vào chỗ hư vong. Nhưng chúng tôi thuyết sự khôn ngoan đầy nhiệm màu của Thiên Chúa vẫn được giấu kín, mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở để làm nên sự hiển vinh của chúng tôi. Sự khôn ngoan đó không một ai trong các vua chúa thế trần đã biết tới, vì giá thử nhận biết hẳn họ đã không đóng đinh Chúa sự hiển vinh. Nhưng chúng tôi rao giảng như lời đã chép: sự mắt chưa thấy, tai chưa từng nghe, và lòng người cũng chưa từng mơ ước tới, đó là tất cả điều Thiên Chúa đã làm cho những ai yêu mến người. Bởi chưng Thiên Chúa đã mặc khải điều đó cho chúng tôi do Thánh Thần của Người. Thật vậy, Thánh Thần thấu suốt mọi sự, cả những điều thâm sâu của Thiên Chúa.
đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ta bảo thật các con, nếu các con không cung chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào nước trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng không được giết người. Ai giết người sẽ bị luận phạt nơi tòa án. Còn ta bảo các con, bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc thì bị phạt trước công nghị. Các con đã nghe người xưa nói rằng chớ ngoại tình. Còn ta bảo các con, thấy ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa. Còn ta bảo các con, đừng thề chi cả, nhưng lời nói của các con phải là có thì nói có, không thì nói không. Thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, Chúa Giêsu đã khẳng định rằng Ngài đến thế gian này không phải để hủy bỏ lề luật cũ, nhưng là làm cho nó được mới mẻ và hoàn hảo hơn. Thì như vậy, phải chăng là luật cũ có gì sai sót và luật mới có gì đặc biệt chăng? Thực ra, luật cũ cũng là chính Thiên Chúa ban. Luật cũ không hề có sai sót, nhưng để thích hợp với những hoàn cảnh mới, tất nhiên nó phải có sự thay đổi. Bởi vậy cho nên luật mới hướng tâm hồn con người ta nhắm đến những hành vi, không nhắm đến hành vi bề ngoài nữa mà hướng vào bề trong. Và chính điều này mà tin mừng hôm nay nói với chúng ta ba điểm: về sự giận ghét, về ngoại tình ly dị, về vấn đề thề thốt. Chúa Giêsu đã nhắc lại luật cũ của Môi-se và dạy giữ luật đó trong tinh thần mới, trong tinh thần yêu thương, trung thành và chân thật từ đáy lòng. Chúng ta đi đến điểm thứ nhất, nói về sự giận ghét. Nói về ghét ở đây không phải là chỉ hờn dỗi sơ sài mà thôi, nhưng mà cái hờn ghét mà Chúa Giêsu nói đó chính là sự hận thù mà nó dẫn con người ta đến hành động tội lỗi. Và đây Chúa Giêsu gợi lại điều răn thứ năm: chớ giết người. Tòa án đời thì nói rằng giết người là sai trái, nhưng mà với Chúa Giêsu thì nội cái việc chất chứa cái hận thù ở trong lòng cũng đã là sai rồi. Bởi vì cái việc giết người nó được thai nghén từ ở trong tư tưởng của tâm hồn. Người ta sẽ tuyên bố, tòa án đời sẽ tuyên là trắng án khi mà người ta không tìm được một cái bằng chứng phạm tội ở bên ngoài nào. Và điều này khiến cho người ta có cảm giác là mình vô tội. Thế nhưng mà với tòa án của Thiên Chúa sẽ khác.
Chính Thiên Chúa sẽ phơi bày tất cả những điều kín nhiệm ở trong tâm trí của con người. Và những người Pha-ri-siêu đã giải thích rằng nếu ai giết người thì kẻ ấy phải đối mặt với bản án trong phiên tòa. Và nếu như vậy không giết người thì coi như là được thông qua cái điều răn thứ 5. Và đây chỉ là cái sự công chính theo cái nhìn của luật cũ mà thôi. Nhưng mà với Thiên Chúa, Ngài ban điều răn thứ 5 không phải là để làm luật cho tòa tư pháp trần thế xử án, như là cái điều răn thứ 9, điều răn thứ 10 cấm ham muốn và tham lam, chính là những điều mà diễn ra ở trong lòng của con người. Và Thiên Chúa chỉ nhằm vào các hành động ở bên ngoài mà tòa án nhân loại có thể xét, đó là chuyện của con người. Nhưng mà Ngài còn có thể nhằm vào cả những ý định bên trong, trong lòng của con người nữa. Và những cái điều đó là những cái cảm xúc, những cái điều mà con người ta khó có thể nhận ra. Thế nhưng mà chính Chúa, Ngài biết hết. Đó chính là luật mới của Chúa. Cái điểm thứ hai, Ngài nói về vấn đề ngoại tình. Và Ngài nói tới mọi ham muốn, tội lỗi thuộc về điều răn thứ 6. Và đừng nói là phạm tội thật sự với một người khác thì mới là tội, mà ngay cả một cách nhìn lẳng lơ thì cũng đã là phạm tội cái điều răn của Ngài rồi. Và đây chính là cái mới của giáo huấn Chúa Giê-xu. Chúng ta biết Chúa ban cho chúng ta có đôi mắt để nhìn. Tất cả những điều chúng ta trông thấy trong thế giới mà Chúa dựng nên đây chẳng có chi là tội cả. Tất cả mọi thứ đều đẹp, và chính Chúa đã xác nhận như vậy sau khi Ngài dựng lên trời đất muôn vật. Mà nó thành tội là khi mà người ta nhìn với lòng ham muốn, những dục vọng dẫn lối đưa đường con người ta đến chỗ phạm tội. Cái điều răn của Chúa nó nhằm vào phản ứng từ tâm hồn của con người, chứ không phải chỉ là những cái gì bề ngoài. Những việc bề ngoài là chuyện rất bình thường, cái lòng chúng ta mới là quan trọng. Bởi vậy Chúa Giê-xu mới bảo là hãy chặt tay, hãy móc mắt, hãy chặt chân đi nếu như những cái thứ đó nó làm cớ cho chúng ta phạm tội. Điều này Chúa muốn nói đây là một cách chọn lựa quyết liệt để đừng bao giờ làm cho mình phải rơi vào hỏa ngục. Và thật ra ở đây không phải là vấn đề tay chân hoặc mắt mũi bên ngoài, mà là vấn đề của tâm hồn. Chúa cũng muốn đề cao cái vấn đề đó. Đó là nơi, cái tâm hồn chính là nơi phát xuất cả những cái khao khát ngay lành và cả những ước ao tội lỗi nữa. Cái tòa án trần thế nó cho phép con người ta ly hôn, và điều này nó khiến cho cái người ly hôn có một cái cảm giác yên chí là mình sống đúng luật. Thế nhưng mà đối với Chúa Giê-xu thì không phải như vậy. Đó chính là đã phá vỡ cái điều răn của Thiên Chúa, là đã phân ly chính cái điều mà Thiên Chúa đã kết hợp. Đây là vấn đề thứ ba. Vì vậy mà ly hôn thôi cũng đã khiến con người ta trông giống như là kẻ ngoại tình mất rồi. Rồi Ngài còn nói về vấn đề lạm dụng danh của Thiên Chúa để thề thốt. Chúa Giê-xu đã đưa chúng ta đến cái điều răn thứ hai: chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Có những lời thề tốt, thích hợp khi cần thiết, vì tình yêu đối với Chúa, vì danh dự của Ngài, và cả vì tình yêu tha nhân cũng như lợi ích của người ta, thì điều đó được phép. Chẳng hạn chúng ta thấy Chúa Giê-xu cũng đã chịu để cho vị Thượng tế Cai-pha nhân danh Thiên Chúa hằng sống để mà hỏi Ngài có phải là con Thiên Chúa hay không. Chúng ta nghe điều này vào những cái ngày của tuần thánh. Thế nhưng mà người Pha-ri-siêu lại lạm dụng cái lời thề. Họ có cả một cái hệ thống rất tỉ mỉ để quyết định lời thề ấy có giá trị hay không. Chẳng hạn chúng ta nghe ở trong Tin Mừng Thánh Mát-thêu thì họ viết rằng
Ai chỉ đền thờ mà thề thì lời thề không có giá trị. Còn ai chỉ vàng trong đền thờ mà thề thì bị ràng buộc. Ai chỉ bàn thờ mà thề thì có thể cũng như không. Thế nhưng mà ai chỉ những lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc lời thề đó. Thế nhưng mà Chúa Giê-xu lại khác. Ngài dạy rằng đơn giản, chỉ cần có thì nói có, không thì nói không. Thêm thắt thì do ma quỷ mà ra. Người Kitô hữu chân chính của chúng ta thì nếu như chúng ta sống ngay thẳng thì chỉ cần chúng ta nói có hoặc là nói không thì đã khiến cho người ta tin rồi, không cần phải đưa Chúa ra để mà thuyết phục người khác tin mình. Chỉ cần chúng ta sống ngay thẳng thì tất cả mọi lời nói của chúng ta đều khiến người khác có thể tin và không cần thể. Đó là những gì mà Chúa nhắc nhở chúng ta trong bài tin mừng hôm nay. Xin Chúa cho tất cả chúng ta được một tâm hồn mới để có thể luôn theo những tiêu chuẩn của giáo huấn mới, hầu chúng ta có thể bước vào nước trời thực sự mà Chúa Giê-xu đã chuẩn bị và chính Thiên Chúa đã sẵn sẵn cho mỗi người chúng ta, là nơi mà mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe và lòng chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới những điều đó. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa, anh chị em thân mến. Chúa Giê-xu đến trần gian để hoàn tất lời hứa của Thiên Chúa và kiện toàn luật giao ước xưa. Cùng ca tụng và ngợi khen tình yêu Thiên Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin. Chúa Giê-xu nói: Ta đến không phải để hủy bỏ lề luật mà là để kiện toàn lề luật. Chúng ta cầu xin cho mọi người biết tôn trọng trật tự công ích chung và biết cùng nhau xây đắp tình huynh đệ giữa cộng đồng nhân loại. Chúa Giê-xu dạy: Ai tuân giữ và dạy người khác giữ các giới răn Chúa thì được kể là người cao cả trong nước trời. Chúng ta cầu xin cho các Kitô hữu luôn trung thành
và là gương mẫu trong việc thực thi giáo huấn của Chúa. Chúa Giêsu phán: điều gì có thì nói có, không thì nói không. Chúng ta cầu xin cho mọi người biết tôn trọng sự thật, biết sống đức ai trong việc tìm kiếm chân lý và tôn trọng phẩm giá của con người. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đến trần gian để kiện toàn lề luật và các giao ước xưa, xin cho chúng con thấu hiểu lời Chúa truyền dạy và mau mắn thi hành điều Chúa mong ước. Nhờ đó chúng con xứng đáng lãnh phần thưởng là gia nghiệp nước trời. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin cho thánh lễ này tẩy rửa và đổi mới chúng con, để chúng con đáng được phần thưởng muôn đời Chúa hứa ban cho những kẻ thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy ta ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa, Chúa thực là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:
Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa trên trên và tin rằng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng giám mục Giuse, Đức giám mục Louis, Đức Hồng y Gioan Baptista và toàn thể hằng giáo sĩ. Xin nhớ đến các linh hồn mà chúng con tưởng nhớ trong thánh lễ hôm nay. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa Cụ Thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Thà rằng thân con không chân tay sống kiếp đọa đày, thà rằng thân con trong đêm đen bóng tối mù, vì nếu tay chân vỡ mong trở thành cớ con vỡ phong, ôi đời tất nguyện con hứa cuộc đời hôm nay ai đâu hay thói sâu tràn đầy lợi lộc công danh đưa chân ta xuống chốn buồn lầy chìm đắm đam mê chờ nắng thói đời dối gian lộc lạc xa rời thiên đàng ngây mơ nguyện ngài yêu thương cho con xa dấu vết tội lụy một đời hy sinh theo gương xưa Chúa sống trọn lành tình mến sang chia đời vơi quãng đời đắm say tình người
tràn hòa ngàn nước. Dâng thân con không chân tay sống kiếp đọa đày, thà rằng thân con trong đêm đêm bóng tối mù loạn, vì nếu tay chân vỡ mong trở thành cơ con vấp vào thôi đầy tất nguyện con hơn. Cuộc đời hôm nay ai đâu hay thói sâu tràn đầy, lợi lòng công xây đưa chân ta xuống chốn buồn lầy, chìm đắm đam mê chờ nói thói đời dối gian lục lưỡng xa rời thiên đàng mê mơ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa đã cho chúng con được thưởng thức bánh bởi trời. Xin dạy chúng con không ngừng khao khát Chúa là nguồn sống đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Kính mời anh chị em ngồi, chúng ta nghe thông báo. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trước tình hình dịch bệnh do virus corona, các lớp giáo lý thiếu nhi của giáo xứ chúng ta sẽ tạm thời nghỉ học vào mỗi sáng Chủ nhật theo chương trình nghỉ học của Sở Giáo dục thành phố. Chương trình giáo lý thiếu nhi sẽ được điều chỉnh lại khi các em được phép đến lớp. Thứ sáu tuần sau, ngày 28 tháng 2, giáo xứ sẽ khai giảng khóa giáo lý mới về hôn nhân lúc 19:30. Khóa học kéo dài 3 tháng, mỗi tuần học 1 buổi vào thứ sáu hàng tuần từ 19:30 đến 21:00. Xin các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân tham gia khóa học để chúng ta trang bị kiến thức cho đời sống hôn nhân Kitô giáo, đồng thời để có chứng chỉ giáo lý hôn nhân cho hồ sơ khi xin cử hành hôn phối sau này. Xin chân thành cảm ơn anh chị em. Mời anh chị em đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lạy xong chúc anh chị em đi bình an. Lê ta về, lê vui dâng cao.